Nhân này, em thấy chúng ta đang dần không phù hợp với nhau nữa rồi. Em muốn mình tạm dừng một thời gian. Ím là chia tay á? Ui Ngọc ơi, sao em lại trẻ con như thế nhỉ? Chỉ vì một hình xăm thôi mà em đòi chia tay. Vấn đề không phải hình xăm. Thế thì rốt cục là vì chuyện gì? Ngọc ơi, anh xin em đấy. Bây giờ anh không hiểu gì cả. Có thế nào thì em nói cho anh biết đi mà. Nếu mà là anh sai nhá, thì chắc chắn là anh sẽ sửa. Có phải là mấy hôm vừa rồi anh đòi em muộn đúng không? Hay là hôm nay em mệt? Còn nếu là chuyện hình xăm nhá, thì anh xin thề. Không đúng sai gì cả. Em chỉ muốn dừng lại thôi. Ơ, ăn táo là như nào đấy? Hôm nay cuối tuần không hân kem cúc nữa à? Bỏ cuộc rồi à? Nấu rồi, không chơi nữa, dậy. Dậy dọn cơm đi. Nấu gì dậy, mà dậy, dậy. Chả thấy mùi gì ấy. Vẫn theo hướng dẫn của cô giáo Ly, ưu tiên món dễ trước, hấp và luộc. Cái này người ta gọi là eat lean ấy. Hỗ trợ giảm cân, tốt cho hệ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe. Thế là mình xin bán nước mắm được không ạ? Quên mất. Thông cảm nhá. Quên mất chưa mua nước mắm với Maggi. Ôi đang này. Ê Maggi này. Mày đắt lắm rồi đấy. Anh ơi. Đi, đi. Lấy xe đi, lấy xe đi. Không. Đi. Em không. Em không về. Rồi rồi rồi. Đi về, em đi về. Nghe anh, nghe anh. Bạn ơi. Tôi quên mất chìa khóa xe với túi sách trên nhà bạn ơi. Ngồi bạn đây. Em gì này. Rồi rồi rồi. Nào, anh để anh em. Để anh lên lên nhà anh lấy cái túi. Đã dặn rồi. Không bao giờ nghe cậu. Quân khỏe không cháu? Cháu khỏe quá ạ. Thế sắp lấy vợ chưa? Cháu còn lâu lắm cô ơi. Đợi được bữa cỗ của cháu lâu quá đấy. Thằng này á, có chó nó lấy nó mẹ. Nói thế à? Cô cứ kệ nó, con này toàn ngứa mồm ấy mà. Ơ, tao thế đấy. Sao? Gia đình mình hôm nay đông vui quá nhỉ. Em chào bà thông gia. Chào bà. Con chào mẹ ạ. Chào bác ạ. Quân đến chơi với Đức Anh đấy hả cháu? Dạ vâng ạ. Đức Anh đâu? Dạ. Đức Anh đang ở dưới quán bia. Cháu xin phép chạy xuống với nó đấy ạ. Chào cô, chào bác ạ. Này, có biến đấy nhá. Ta đang xuống đây.